Sáng ngày 4 tháng 6, gần 3.000 thí sinh tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận tiếp tục cuộc đua vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết thúc môn thi đầu tiên là môn ngữ văn, nhiều thí sinh cảm thấy phấn khởi do đề thi vừa sức, sát với chương trình sách giáo khoa. Dạ, hôm nay thì em làm vừa đủ thời gian và làm được 2 tờ là nghị luận văn học về bài đồng chí và làm ạ. Dạ, em trúng tủ tác phẩm đồng chí và em làm được khoảng 8 điểm ạ. Dạ, so với các đề ôn thì em cũng có làm qua một vài lần và em thấy đề lần này khá sát với những lần mà em ôn ạ. Em thấy đề hôm nay thì nó có thể nói là khá dễ với em ạ. Nhưng mà bởi vì em thừa khá nhiều thời gian nên là em thấy nó cũng không quá khó. Em làm được cả hai ạ. Nghị luận xã hội thì em đưa ra dẫn chứng là về Bác Hồ, về thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến. Em thấy những cái dẫn chứng đấy nó khá hay và nó khá phù hợp với cả thời kỳ hiện tại. Nghị luận văn học thì em phân tích theo từng câu từng chữ, theo thơ tỉ mỉ thôi ạ, chắc tầm 7-8 điểm ạ. Em viết được 8 mặt giấy ạ, 8 mặt giấy 2 tờ ạ. Trong vòng em làm được hết 120 phút rồi. Đây là đề nghị luận xã hội là về lẽ sống cống hiến đẹp đẽ ạ. Nên là em lấy về bác sĩ Tôn Đức Tùng là một người có cống hiến rất là nhiều cho ngành y học Việt Nam ấy. Em học tất cả các văn bản ấy, nên là em làm bài cũng khá là tốt ạ. Em nghĩ là mình cảm thấy khá là tự tin và sẵn sàng cho môn thi buổi chiều hôm nay. Theo lịch thi, chiều nay các thí sinh sẽ tiếp tục làm bài thi môn toán vòng 1. Đến ngày 5 tháng 6, thí sinh các môn chuyên tương ứng với chuyên đăng ký, riêng môn toán vòng 2 cho thí sinh thi vào chuyên toán học và chuyên tin học. Nhà trường dự kiến sẽ họp hội đồng tuyển sinh xây dựng điểm chuẩn trước ngày 15 tháng 6, công bố điểm chuẩn kết quả tuyển sinh, nhận đơn phúc khảo trước ngày 16 tháng 6, thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 chất lượng cao trước ngày 16 tháng 6.